Chào các bác nhé, hôm nay giới thiệu với các bác con máy đo và dò khí cầm tay mới về bên em. Hàng này là của hãng Ion Tiger Bestit của anh nhé các bác. Anh em nào muốn tìm hiểu thêm về các dòng máy đo và dò khí thì lên Google tìm Ion Tiger Bestit là ra. Hãng này chuyên về các loại máy đo khí số 1 thế giới luôn đấy các bác. Đủ các loại máy to nhỏ, cầm tay gắn cố định đều có hết các bác. Đúng hàng cao cấp nó khác bọt các bác, nhìn con máy nó cứ là xinh lung linh luôn. Anh em cùng ý kiến cho em xin một like nhé. Anh em quan tâm liên hệ số Zalo em để trên màn hình. Gặp em bình bong nhé các bác. Bộ này đi kèm đầy đủ cả bộ sạc di động. Nó như này các bác. Nó có cả bộ củ sạc cắm điện, có hẳn thêm 4 loại chân cắm cho các loại ổ điện luôn. Cắm ở đâu cũng ok hết các bác. Còn kèm theo cả một bộ kit test với cả sách hướng dẫn chi tiết luôn ạ. Bên em chuyên phân phối các loại thiết bị, máy công nghiệp, động cơ servo, bộ điều khiển động cơ servo. Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với công ty em nhé, nhắn tin trên này em không theo dõi được đâu ạ. Cảm ơn các bác.